á. Cần hành nè, hành nó khô không, nó ngồi chăn cái cô này đẹp quá rồi. Hai mấy con? Hai con. Em nó đi đến đâu rồi? Em à, đây là đám cưới của Angela với Kennedy. Mình đã tôi vào để coi cái phòng đám cưới trước rồi tôi quay một chút rồi. Lúc mà chưa có người chờ, phòng đẹp quá. Beautiful room. Wow, tí nữa là phòng này sẽ đông người đó. Ban nhạc rồi đằng kia. Đám cưới của nó còn hơn là đám cưới của tổng thống nữa. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nữa. Ồ, đám cưới nó đẹp quá. Không biết khi xưa ông tổng thống Thiệu có đám cưới có huy hoàng giống như Kennedy với Angela không, nhưng mà ở đây thì thấy rồi nó quá trời. Hỏi ra thì cái đám cưới này thì nó spend là khoảng chừng 70,000 đô la để làm cái đám cưới này đây, ở nhà hàng Marriott Hotel. Mấy đứa nhỏ này giờ nó chơi dữ quá. Ok, tí nữa quay tiếp cho quý vị coi. Bye bye. Đây là những món ăn chơi sắp sửa được dọn lên đó nha, cho bữa tiệc của Kennedy với Angela đám cưới. Ngon lắm. Wow, trời. I'm more here. Oh, còn mấy cái này là mấy? A chef over here. Bueno, amigo, hả? Sí. Amigo là number one đó. Oh, sí. Ah, amigo, đó là hết sảy đó. Ok. Oh, this one? The manager? This one. Hey! Manager! Hey man! Good! Okay. Phòng nhà bếp nha, nhà bếp. Loud the noise you made, the doctor, the bride, the kids. Let's hear your noise! Congratulations to the brand. Hey there. Kính thưa quý vị, tất cả những món ăn ngon tối hôm nay là sẽ do nhà hàng Pearl Hoa và Crown Plaza Hotel thực hiện. Mong tất cả quý vị một tràng pháo tay thân lớn đến nhân viên của Furwa Restaurant cũng như Crown Plaza Hotel. Everybody, vỗ tay! Yeah.
này nhiều quá. Phụ rể đẹp trai quá. Tiếp theo đây chúng ta sẽ thân